Không có sản phẩm nào khác tại Việt Nam với giá thành ưu đãi như động cơ điện thương hiệu Minh Motor có thể mang tới cho quý khách toàn bộ quyền lợi cao cấp sau đây. Là tập đoàn sản xuất duy nhất có nhà máy đúc gang riêng, lớp gang nắp của motor có tuổi thọ tới 15 năm, bề mặt gang bóng mịn và có độ dày và khả năng chịu lực cao. Cabi, ổ bi, nơi chứa vòng bi bạc đạn có độ dày hơn và bền hơn các motor thông thường. Trục của motor được chế tạo từ hệ thống robot hóa tự động. 70% các motor tại Việt Nam không có công nghệ này. Nhìn vào trục động cơ, quý khách có thể cảm nhận lý do tại sao bao kỹ sư mong muốn được dùng sản phẩm cao cấp này. Hộp cực điện của động cơ Minh Motor có thiết kế kiểu dáng độc quyền, dày hơn các motor thông thường. Bên trong hộp cực có nhiều lớp sơn chống ẩm và các gói chống ẩm. Bên trong hộp cực điện của chúng tôi có gioăng cao su dày, dai, chịu được độ ẩm, chống nước suốt 8 năm không bị hỏng. Đây là điều hơn hẳn nhiều loại motor khác trên thị trường. Stator được chế tạo từ thiết bị luồng giấy cách điện tự động. Chúng tôi đã có công nghệ cao này từ năm 2010, khi mà 90% các motor tại Việt Nam còn chưa áp dụng. Rotor làm từ máy cán tôn robot hóa tự động từ năm 2001. Tập đoàn chế tạo motor điện của chúng tôi đã đi đầu trong việc sử dụng thiết bị hàng triệu đô la này. Nhờ chất lượng nguyên liệu chế tạo rotor, stator vượt trội, hiệu suất động cơ điện luôn ở mức tối đa. Khi chạy gần hết tại tốc độ motor vẫn không hề bị giảm. Nghĩa là máy móc trong sự quý vị sẽ luôn đạt năng suất cao. Nếu nhìn vào thiết bị đo tốc độ trục, quý vị có thể nhận thấy lợi ích xuất sắc của sản phẩm này. Khả năng tiết kiệm tiền điện của động cơ Minh Motor là tuyệt vời. Đây là một trong những quyền lợi lớn nhất của quý vị. Có những động cơ điện của chúng tôi làm việc tới 24 giờ mà nhiệt độ vẫn không quá 55 độ C. Sự thật là có những nhà máy đã tiết kiệm hàng trăm triệu tiền điện mỗi năm khi áp dụng sản phẩm của công ty Hồng Phúc Minh Motor. Tuổi thọ của động cơ là hơn 10 năm. Ngay cả những công ty lớn của chính phủ cũng chỉ dùng sản phẩm này. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về motor 55kW. Hay còn gọi là động cơ điện 75HP, 75 ngựa. Chúng tôi xin được trình bày tới quý vị motor điện tốc độ 4 bôn 4 cực điện, chạy từ 1.400 tới 1.500 vòng trên 1 phút.